quý vị, sức hút từ du lịch tại miền Trung đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ thị trường bất động sản nói chung và tạo động lực trực tiếp thúc đẩy bất động sản du lịch nghỉ dưỡng nói riêng khởi sắc trở lại. Trong những năm qua thì các chủ đầu tư đã tập trung phát triển bất động sản theo nhiều hình thái sản phẩm khác nhau, mang tới nguồn cung đa dạng cho nhà đầu tư. Và nổi bật nhất là các sản phẩm được phát triển tại khu du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị sinh thái hay là bất động sản dân cư, góp phần thay đổi diện mạo đô thị cũng như là ngành du lịch của cả ba khu vực. Ngành du lịch với đà phục hồi mạnh mẽ như hiện nay, các chuyên gia bất động sản dự báo nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng năm 2024 sẽ cải thiện khoảng 20% so với năm 2023. Trong đó, loại hình căn hộ nghỉ dưỡng tiện ích là điểm nhấn của phân khúc do vừa đáp ứng nhu cầu về tính sở hữu, vừa có thể khai thác cho thuê, tạo dòng tiền. Để phân khúc này phát triển bền vững, các chủ đầu tư cần chú trọng vào việc quy hoạch và phát triển dự án nhằm bảo vệ, tôn trọng cảnh quan tự nhiên, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của từng loại khách hàng khác nhau. Tôi cũng nghĩ rằng nhu cầu về nhà ở các cái phân khúc mà có dịch vụ tốt, trong đó có những cái loại hình là căn hộ, mà căn hộ có những cái dịch vụ chất lượng, đáp ứng được cái nhu cầu sống của những cái nhóm đối tượng thượng lưu, những cái nhóm doanh nghiệp, doanh nhân trẻ giàu có mà có cái nhu cầu hưởng thụ về dịch vụ là chắc chắn nó sẽ được đẩy lên, tăng lên. Và như vậy rõ ràng nó nhu cầu về cái loại hình nhà ở có chất lượng nên nó sẽ càng ngày nó càng cao. Mục tiêu kỳ vọng đạt trên 18 triệu lượt khách đến Việt Nam trong năm nay, ngành du lịch đã tạo lực đẩy cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại miền Trung tăng trưởng, có chất xúc tác để bước vào giai đoạn cao điểm. Trong đó, các dự án có đầy đủ pháp lý, năng lực triển khai, tiềm lực tài chính và sẵn sàng đưa vào vận hành sẽ là lợi thế vượt trội. Đáng chú ý là tổ hợp khách sạn di sản La Quinara Hội An nằm giữa trung tâm du lịch sôi động nhất miền Trung. Với điểm nhấn thiết kế tối ưu cho việc khai thác dịch vụ lưu trú, cùng cảnh quan phủ xanh không gian sống và đầy đủ tiện ích nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng này là khu nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế và tôi mua căn hộ này cũng được chủ đầu tư rất là ưu ái về thứ nhất là về giá, thứ hai hỗ trợ cho căn hộ của tôi làm cái nội thất để tôi cũng cùng với cái khu nghỉ dưỡng cao cấp này để cùng hoạt động kinh doanh và bản thân tôi cũng muốn kinh doanh trên cái căn hộ cái sắp theo này của tôi và tôi cũng muốn rằng cái căn hộ này là cái nguồn tài sản quý giá của gia đình tôi vì cái này nó là sổ đỏ lâu dài, vị trí địa thế là rất là đẹp, từ đây đi đến sân bay là nó khoảng có 20 phút đi và từ cái căn hộ này của tôi và toàn bộ cái khu nghỉ dưỡng du lịch này đi với tất cả các điểm du lịch nó chỉ tầm 10 đến 15 phút đi bằng xe ô tô nên là nó rất là thuận lợi. Dự án này nó nằm trên một cái trục đường, nói chung là về chỗ điểm du lịch là rất là tiện. Tôi cũng hơi ngạc nhiên là vì ở đây hoàn thiện một cái rất là nhanh, làm cho các nhà đầu tư là rất là yên tâm. Riêng cá nhân tôi là cảm thấy là cũng như mọi nhà đầu tư ở đây, tôi thấy cũng tin tưởng về cái tiện ích ở đã hoàn thiện ở đây. Trong có gồm những khu vui chơi, những khu tiện ích đang xây dựng. Tôi cảm nhận là nói chung là chủ đầu tư rất chú trọng mà rất là có trách nhiệm ở trong cái đường lối mà đã làm cái dự án này nên để mà cuốn hút nhà đầu tư như chúng tôi vào đây. Được kiến tạo để trở thành một di sản mới về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan và phong cách sống, khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Quinara Hội An có quy mô 200 ha với hơn 200 tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp và mang lại giá trị thương mại cao nhờ tâm điểm kết nối Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An, nằm liền kề sông Cổ Cò và giáp bãi biển An Bàng. Từng căn hộ nơi đây được thiết kế linh hoạt, thuận lợi cho kinh doanh và nghỉ dưỡng. Tận hưởng toàn bộ tiện ích như bể bơi, công viên, lối đi bộ, cùng chuỗi sân thể thao đa năng và sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế. Dự án La Quinara Hội An đặc biệt ở chỗ mỗi nhà đầu tư cam kết tham gia chương trình cho thuê sẽ trở thành chủ sở hữu bất động sản tại một trong những điểm đến du lịch phổ biến nhất của Việt Nam. Ý tưởng thiết kế của dự án là kết hợp các địa điểm du lịch và kinh doanh cùng với sự cân bằng, thư giãn. Điều này giúp cho các villa có thiết kế kép của chúng tôi có thể được sử dụng chung cho các gia đình và nhóm hoặc chia tách những phòng riêng lẻ, tối đa hóa công suất dựa trên nhu cầu du lịch. Đồng thời, khi dự án phát triển, giá trị bất động sản của bạn sẽ tăng lên theo thời gian. Trong bối cảnh thị trường thanh lọc rõ nét, một dự án hoàn chỉnh pháp lý, hoàn thiện tiện ích, cảnh quan và sẵn sàng bàn giao như La Quinara Hội An chính là sự bảo đảm chắc chắn cho các khách hàng thực sự muốn đầu tư mà vẫn không ngừng gia tăng lợi nhuận. Và đây được ví như chìa khóa sinh lời khi có thể sớm đưa vào khai thác lưu trú,
qua đó kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực giúp thị trường bất động sản miền Trung có sự khởi sắc mạnh mẽ để đón đầu chu kỳ phát triển mới. Trên nền tảng tiếp tục phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo quyết định số 147 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Đây là động lực để các doanh nghiệp phát triển dự án đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án hạ tầng nhằm tăng thêm nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng mới vào thị trường, đáp ứng cho lượng lớn du khách tới thủ phủ du lịch miền Trung. Qua đó thì cũng giúp cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nơi đây sớm bắt kịp đà hồi phục chung của toàn thị trường bất động sản cả nước. Và đến đây thì chuyên mục bất động sản an toàn cũng xin được dừng lại. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt.